Mình nghĩ ngày nào thì mình Vâng. Yeah. Em có comment thả tim rồi. Nhận phản ứng rồi nha. Ok. Rồi, chị mình vô hết đi. Chị mình đang ở quên rồi, unit chết rồi, ở level mấy rồi. 5. Chết 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 thật sự. Mình đã tới cái đây chị Tư Hạ, sao giùm em. Activity phòng. Cái này cảm giác Quen. chua nè, cái này chua nè, cái Chưa này hè đem lùi lại. chua. Cái này. Cái này chua luôn, sao lạ Ô, quá. vậy là tư mới có 791 hả ta, đem lại đây không? Ủa. Vậy là em Đúng, ê, đây phải không? gió có gió rồi. À, mới đến chỗ À. hai cái ông kia với cái bà mà ông áo Để vàng, bà áo em đen. mở đây, để em mở khúc này nha. Vậy phải không chị? Chỗ này phải không? Dạ. Dạ rồi, vô nghiền cái hai từ hả? Read and listen. Vậy là 91. Hi Molly, Jonathan. Hey Jonathan, where are you? I'm calling from Vancouver. How's the weather there in Sao Paulo? Today, awful. It's raining and cold. No kidding. It's hot and sunny here. Dạ rồi, mời tôi lên trước. Hi Molly, Jonathan. Hey Jonathan. I'm sorry. Quên 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 lâu quá. Hey Jonathan, where are you? I'm calling from Vancouver. How's the weather there in Sao Paulo? Yeah, today, awful. It's raining and cold. No kidding. It's hot and sunny here. Yeah, rồi. Có cái nào khó không Tư ơi? Đây. Là mình hiểu hết. Đây, cái này là cái dòng mà thứ ba bắt đầu là tôi gọi. Tôi đang gọi đến từ đúng rồi. Vancouver. Yeah. Cái thời tiết, the weather there in, cái thời tiết ở cái Sao Paulo như thế nào ạ? Dạ. Yeah. Oh, awful, awful, rất là tủ. Yeah. À. Chứ đọc là o nha, từ awful. Awful. Hào hào. Yeah. No kidding, no kidding có nghĩa là gì ạ? No kidding, dạ là không có giỡn. Kid, no kidding là không giỡn nha, đừng có giỡn nha. Ở đây nó nóng với nó sunny lắm. Yeah. Dạ. Dạ rồi. Ổn phải không từ hết nè. Vậy bây giờ mình sẽ đi tiếp với bên này. Cho em hỏi thăm là how's the weather today in Taiwan in your place? Mình sẽ trả lời như nào nhỉ? Yeah. Thời tiết của Đài Loan như thế nào? Đúng rồi. Từ từ đem qua đây cho coi. It's là đúng rồi đó. Yeah. It is a buổi trưa là gì nhỉ? Dạ, yeah, quên hả Tư Hà. After chị. After. Oh. Afternoon. Afternoon. Nắng là gì nhỉ? Chết. Chết thì chết chơi lâu quá. It's sunny and hot. In the... It's sunny and hot. Nó, yeah. Xong rồi. Rồi, nhắc lại cho Tư chút xíu khúc này nha Tư. Giống như chị nói á, cái nội dung chính mình sẽ đẩy ra đầu tiên, nó nóng, nó sunny, nó hot, chị đẩy ra trước. Còn cái thằng này từ cụm in nha, nó là một cục và nó dùng để nói là buổi trưa, in the afternoon. Nhớ ha Từ Hà. Dạ rồi. Ok, được phải không chết? Dạ rồi. Chết rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, không sao. Chết vì chơi bời quên hết. Tiếng Anh sẽ về lại thôi. Rớt cái não rồi, cô biết xong còn rớt não ơi. Dạ không sao không sao. Đi cho vui là được rồi chế. Em mới hỏi thăm chứ. How many days did you stay, hoặc là did you gì ta, go outside đi. Did you go outside? How many days, có bao nhiêu on ngày? Your birthday. Cái dịp sinh nhật mình đã đi chơi bao nhiêu ngày chị nhỉ? Thì trời. 4 4 days. 4 days. Yeah, 4 days 3 nights. And who did you go with? Who did you go with? Đi cùng ai? À, vâng. My friend. Your friend. Có S không chị hay là only one friend? My friend. Số nhiều. My friends. Oh, I see. Are they Vietnamese? Chị nghe quen không? Are they Vietnamese? Họ là người Việt Nam à? Yeah. No. They are Taiwanese. Yeah, they are Taiwanese. Wow. Are they girls or are they boys and girls? Well, are they? Are they?
vẫn là thế. Họ chị hả, are they girls or hay boys and hay girls trai. Yeah, hoặc là có cả trai, các bạn trai và bạn gái. Cả hai thì mình nói là sao? Yeah, chị có thể nói là both of them. Both of them. Đúng rồi, tiện thể em nhắc Mr. cái on và cái both here. Rồi, một câu đầu tiên. Cái on với cái both nó có một cái em ghi luôn cho từ đi. Nó là we on là tất cả chúng tôi và we both là hai đứa chúng tôi. Rồi, nhưng mà nó chỉ dính lẹo được với thằng chủ ngữ khi thằng chủ ngữ nó ít hỏi như vậy nè chị, nó chỉ có một chữ thôi. Còn ví dụ nha, tôi và sếp tôi, cả hai người đều ăn trưa ở đây thì là my boss and I, cái đã nè, both having dinner đi here. Rồi chị sẽ thấy nè, em dễ cho từ coi cho dễ hiểu. Oh là tất cả, both là cả hai, nó được phép dính với chủ ngữ khi chủ ngữ là we. Nhưng nếu chủ ngữ mà dài như vậy nè chị, đó thì cái tụi nó sẽ tách ra bởi to be. To be để đây cái đã, cho nó gọn gàng cái chủ ngữ của chị, rồi mới tới both. Rồi, mình ví dụ nha, làm cái là mình hiểu liền. À, chị nói, tất cả chúng tôi đều thích công ty này. Tất cả chúng tôi, we all. Yeah, we all. We all like. Đó là đều rồi đó chị, tất cả đều là all rồi. We all like company. This company. This order. Rồi. Cả hai chúng tôi đều ngủ trong phòng, đều ngủ ở đây. We both ngủ động từ sleep. Go to bed. Sleep here. Yeah. Đó, tức là tụi tôi sẽ ngủ đây, không chia phòng. We both sleep here. Rồi hết thế hả? Rồi, còn thí dụ như mà cả hai á, nhưng mà hơi các chủ ngữ hơi dài dòng, lòng thòng thì chị để dòng bao phải đây. Rồi hết. Ok. Đem gom gọn gọn lại. Để đây, đây. Rồi mình về nhà nè. Mình qua một cái lesson tiếp theo ở đây từ hả? Discuss plan. Mình học thêm về thời gian chỉ từ lesson 2. Rồi, nghe trước và đọc sau, Miss. Read and listen. 1. Today. 2. This morning. This morning. 3. This afternoon. 4. This evening. Tonight. 5. Tomorrow. 6. The day after tomorrow. The day after tomorrow. 7. Next Monday. Now listen again and repeat. Mời chế 7 chữ. Today. Yeah. This morning. This afternoon. This evening. Tonight. Tomorrow. The day after tomorrow. Next Monday. Dễ hả Miss ha? Rồi, ở đây mình lưu ý những cái này. This nè. Hoặc là chỉ có riêng cái thằng tối nay nó sẽ có chữ tonight thôi Miss ha. Rồi, cái ngày ngày mai và cái ngày mốt là day after tomorrow. Lưu ý ngày mốt chị hả? Rồi, mình hết. Mình sẽ xuống dưới cái đây. Cho em trả lời công ty cái đã nhé. Dạ, dạ, chị chờ tôi trả lời đi. Em chờ, để mất công mà tôi không có theo dõi được. Cho chị em xin một phút tư cứ làm đi, em nói với mấy em này coi. Ok. Yeah, cảm ơn Tư nhiều nhiều. Quất thôi Tư ơi, quất. Lên. Rồi, thì mình xong. Ở đây em nói nhiều chữ quá, nhưng mà em sẽ gom gọn lại cho Tư như vậy nè. Cái thì mà tiếp diễn á chị, nói
Vậy là present thì có chữ là hiện tại đúng không? Thì cái to be của từ sẽ ở hiện tại, đó là bao gồm là is, am, are. Rồi em để đây nha. Và khi to be này á, nó sẽ kết hợp với một cái động từ thêm in ở đây á, thì nó sẽ diễn tả là cái thể hiện tại tiếp diễn. Em để đây. Thì khi nào chúng ta dùng hiện tại tiếp diễn? Khi chúng ta nói cái đang xảy ra là mình là action in the present. Nhưng còn một cái siêu đặc biệt là sắp tới chị sẽ làm gì nhưng chị vẫn dùng tiếp diễn được nha. Tư đọc giùm em ba câu ở hiện tại trước nha Tư. I am watching TV right now. Yeah. I am not studying English this year. She's working at home this week. Rồi ba câu ở tương lai luôn Tư ạ. I'm buying shoes. Yeah, I'm buying shoes. Shoes tomorrow. Yeah. They are cleaning the house this week. Weekend. Yeah. Weekend, not đọc today. Yeah. Janet meeting you at five this afternoon. Rồi rồi. Vậy thì suy ra hàm ít từ hàm chị coi. Cái thằng này. Những cái future plan á, ngày mai nó mới đi mua, nhưng mà nó cũng dùng là be am nè chị, cộng với verb in là buying. Rồi, thì suy ra là những cái phần mà thì mà tiếp diễn như vậy á, tôi sẽ coi chứ chừng nào á mà chị thấy cái trạng từ trí thời gian của nó á, là right now thì biết là bây giờ, còn cái trạng từ của nó là tomorrow thì chị biết là ngày mai. Đó, được hai từ nó sẽ có kết hợp. Vậy giờ tôi đặt cho em một câu nha. Câu hỏi của em cũng sẽ là tiếp diễn nhưng mà ý là tương lai sắp tới. Em hỏi chứ, what are you going to do after class? Chị dự định sẽ làm gì? Class. Yeah. Em gom lại gọn gọn. What are you doing after class? I tôi đi điểm danh. Tôi nghiệp tư. Quá, một cái cụm điểm danh là take nè chị, take hoặc là check nha, đều được check. Hết attendance điểm danh, trời ơi để chán giờ đem điểm xóa coi cái coi. Rồi được rồi, take attendance đơn giản gọn nhẹ điểm danh. Okay. Vậy thì chị thứ nhất là chị sẽ là ai nè, cộng to be ở hiện tại nè, cộng với động từ thêm in. Và cái động từ thêm in nó lúc nào em cũng đưa cho Tư một cụm. Chị sẽ bắt cái thằng động từ chính ra, thêm in nó vô. I'm taking attendance sau lớp học. After class. Yeah, chịu luôn. After class. Tư ơi, tư bệnh. Làm việc nhiều quá hả chị? Chơi về. Rồi. Do you feel tired now? Eat a little. Yeah, a little bit, đúng rồi, chính xác. À, chị nói với em một câu dài nha. Tôi có thấy hơi mệt một chút. I feel a little tired. Chuẩn rồi chứ ơi. I feel a little tired. Rồi, ok. Sẽ có cái lúc mà hả, tư nghe em, tư không cần thấy câu hỏi luôn, tư cũng trả lời được. Tư đã hiểu được nhiều rồi đó. Rồi, mình đi tiếp chơi xuống dưới đây. Cái này thì hơi khó nhai nè, tư. Chị chờ em nha. Rồi, February là tháng 2. Nó đi từ cái thứ 5 ngày 12, ấy thứ 2 ngày 12. Đó, bên này thứ 5 ngày 15. Và tất cả các cái động từ mình sẽ đẩy về hiện tại tiếp diễn hết để nói một cái kế hoạch cho sẵn. Ví dụ em nói nha, today is Monday. Rồi, thứ 2, vậy là mình đi từ đây. Vậy con bé Marisa này á, nó đang staying home. Đây chính là hiện tại. Nhưng tất cả những cái sau đều là cái dự định của nó, nhưng mà chị đều phải chia làm verb in nha từ. Rồi, khoan tư coi giùm em cái, em nhìn thoại em quay lại liền. Một phút em quay lại liền. Dạ alo. Dạ alo.
thứ đã đợi. Yeah, chị mình vô hết chứ ha. Hôm nay thứ hai. Ê, chưa xong. Này cô bé ơi. Cho em một xíu. Dạ dạ, cứ mau em hát thôi cho em kêu. Em hát chứ tư. How? Được phải không Tư, xong rồi phải không Tư? thương Tư, một người con gái táo tần. Rồi. Nhắc thế mẹ. Ôi, bên em chết do sắp mưa rồi. Okay, vậy mình vô nha Tư. Tất cả đều phải có to be và verb in để diễn tả cái sắp xảy ra của Marisa. Rồi mà chế. Em sẽ gõ theo chế. Today is Monday and right now it's raining. It's windy and cold. So Marisa is staying home. But let's see, has planned she... Rồi nhìn qua đây. Em đi theo chị. Nè, bây giờ nó đang ở nhà, 11 giờ chút xíu nữa, cái gì đó, gặp mom ở mall, thì chị sẽ thêm to be, bóp in như thế này. Yeah, she's meeting. She's meeting mom for lunch. She's meeting her mom at the mall. Yeah. And in the afternoon, she's afternoon doing the laundry. Oh, chị Tư, is doing the laundry. Is doing. À, phải thêm to be nữa. Đúng rồi. The laundry, a good plan for a rainy day. Yeah. What about the rest of the week? Tomorrow, see ngày mai. Tomorrow. Work, man. Miss Sandy. She is working and at 5:30 she is meeting Sandy at the city bookstore. Yeah. The day after tomorrow she is working. Yeah. And she is calling dad at work. Yeah. Then at 3:30 on Thursday afternoon, she is going to Chinese class. Yeah. Last she is meeting Jim meeting her brother Jim at Joshini restaurant. Yeah. On Friday, Marisa. Marisa is a restaurant. Từ từ nha. Marisa là Friday phải không Miss? Chị sẽ nhìn thấy nè. Friday nó vẫn phải đi làm từ 9 giờ tới 12 giờ. Yeah. Control, nhìn sai rồi. Yeah, Marisa working 9 to 12. Nó là giờ LGL chị 12. After work she is she and Colin making Colin hai người đứng nghe chị are making dinner together at his house. On Saturday, Marisa is... Cái exercise nó chia thêm động từ in vô luôn. Chia thêm in vô. Exercising in the park. Exercising in the park. Rồi, đến rồi. With Sarah. That evening, she
she and Scott, she and Scott, hai người are going to concert. A concert. A concert. On Sunday, she's studying. Okay. She's studying for her driving test. Yeah. And cleaning the kitchen. And cleaning the kitchen. Đúng rồi, chính xác. Từ thông minh, cái này nó đã có is ở đằng trước rồi, cho nên mình sẽ không thêm y lần nữa chị Hà. Hai đứa này xài chung một chữ is. Studying và cleaning xài chung. Rồi, hết đi Hà. Chị có cần trả lời không? Em chờ. Vậy trước khi mình qua bên đây. Em chờ, tư làm. Ta 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 ta. Ok. Ok. Rồi, vậy mình đi tiếp. Nghe một cái từ Hà. Read and listen. What beautiful weather. It's so sunny and warm. It really is. So Kate, are you doing anything special this weekend? Well, on Saturday, I'm meeting Pam in the park. Do you want to get together on Sunday? Sure. Call me Sunday morning, okay? Sunday morning, okay. Dạ rồi, mình lên trước hay Tư Hà, chị lên trước. What beautiful weather. It is so sunny and warm. And warm. It really is. So Kate, are you doing anything special this weekend? Well, on Saturday, I'm meeting Pam in the park. Yeah. Do you want to get together on Sunday? So call me Sunday morning, okay? Yeah, the end. What beautiful weather. It's so sunny and warm. It really is. So Kate, are you doing anything special this weekend? Well, on Saturday, I'm meeting Pam in the park. Do you want to get together on Sunday? Yeah, sure. Call me Sunday morning, okay? Rồi, tôi đọc với em nha. It really is. It really special. It really special. Đúng rồi, chính xác rồi. Special. Ok, hồi nãy bên kia còn có chữ nữa mà em quên đó chị. Later. Chị cho nó thêm một âm ờ đằng sau nha. Yeah, later. Ok, later. Rồi. Có gì mới ở đây chị nhỉ? Một câu cảm thán. What beautiful weather. Tại sao nhỉ? Tại sao hả Tư Hà? Là khen, nó khen. Đúng, bây giờ tôi ghi em một cái câu kiểu như là câu cảm thán nha. Nó sẽ là how hoặc là what, xong nó sẽ cộng luôn. What beautiful weather. Rồi, Hồng đem tách đi ra hai loại câu này. Hết mực vậy trời, nó kiểu chi vậy. How beautiful the weather is. Rồi, tôi ghi em hai câu cảm thán mà mình dùng để khen Miss Hà. Em chờ. Có biết gì đâu mà hết mực vậy. Có cần đi mua cây bút không chị? Tội nghiệp của các con coi. How beautiful the weather. What beautiful how hoặc là what. Beautiful. Gán nhớ như từ nó hơi đó. Dài. Đó. Ok. Em nói tôi nghe về cái cấu trúc hoàn thành này nha. Nói thì nó phức tạp nhưng mà chị thấy nè, đại luôn. What cái rồi cộng với tính từ rồi cộng với cái chủ ngữ. Còn how thì sao? How thì cũng y như vậy, nhưng mà tại vì á chị, cái thằng này nó có đùm đề thêm cái thằng động từ nè. Cho nên cái thằng này nó mới thêm chữ the thôi, giống kiểu là xác định chủ ngữ của tôi là the weather để nhét thêm cái động từ đi theo nó. Rồi em ví dụ một câu khác nha, chị nói rồi cô đó how good. Rồi cô đó hát hay ghê, chị định sẽ làm sao? She's chị cứ đọc, chị cứ làm một câu thoải mái theo chị, em sửa cho. Đúng rồi.
She sings very very nice. Very nice, đúng rồi. Em đổi cho chị thành câu cảm thán nha. How nice, chị phải đưa tính từ lên. How nice she sings. Và phải giữ lại cái động từ của nó đúng cái mẫu nè. To be is thì phải chia. Sing có S chấm than. How nice she sings. Cái nào? Nó có cái chủ quá nè chị. Nó có thêm cảm thán vô. Rồi. Cái nhà đó to ghê ta. The house. Very big. Đúng cái rồi, nhà ghê chưa? How big. Đúng rồi. How big. Cái nhà đó to ghê. How đúng big the house. Đúng rồi, chị, nó hơi ngược ha. The house is, phải có đu đeo thêm cái động từ của nó nữa nha từ. Rồi, hết rồi đó chị, được đó. Rồi, what? Cái này mình có thể thêm là, chị nói, một ngày thật là tuyệt đẹp. A nice day. Thêm chữ what vô là được rồi đó chứ. What a nice day. What a nice day. Đúng rồi, một câu rất là quen thuộc Miss Hà. Xong, rồi em thích để này thành một cụm. Rồi, về nhà thôi. Em có một câu hỏi nhỏ cho từ. Are you doing? Cái này, nó đang nói hiện tại hay nó nói tương lai vậy chị? Nó đang dùng verb in. Are you doing hiện tại? Xài nhà từ. This weekend. Đúng chưa? Nãy nên em mới lưu ý chị. Bạn có đang định làm gì đặc biệt cuối tuần hôm? Nó đang hỏi cho tương lai đó chị. Rồi, dạ. Tiếp theo nè. Cái này là hiện tại hay tương lai nè Tư ơi? Đúng. Em chờ chị meeting, I'm meeting, hiện tại I'm meeting. Hi, chị lại bị lừa rồi. Nó nói thứ bảy. Đó, thứ bảy nó mới gặp. Yeah, giờ chị hiểu ha Tư ha. Hiểu rồi. Cái thì bị này, nó rất mệt mỏi. Nó chỉ là to be cùng with verb in diễn tả cái đang tiếp diễn, nhưng mà nó còn một cái tương lai nữa mà nếu ai không học kỹ người ta sẽ hiểu lầm. Rồi, mình đã học xong cái này, mình đi nha, từ đi nha. À, quên một cái nữa. Get together là gì chị ơi? Get together. Đi ra ngoài ạ? Đi cùng tôi. Đúng. Đi chung. Bạn có muốn đi chung chủ nhật không? Rồi, hết từ hè. Mình lướt tiếp từ rồi. Let's go, bài 3, lesson 3. Nó vẫn ôm cho mình cái thì tiếp diễn hồi nãy á, từ câu hỏi nha, câu hỏi. Nó còn là câu hỏi thông tin nữa từ. Rồi, chị giúp em 4 câu hỏi thông tin nha. Chị đọc để em trả lời cho. What is she watching? She's watching a TV program. Where is the driving? Where is he driving? Oh, where is he driving? He's driving to work. What are you doing? We are checking email. Where are they going? Yeah, where are they going? They're going to the movies. Rồi một câu đặc biệt nữa nè chị Tư. Who is working? Ben is working. Rồi, ý nó nói vậy nè. À, hồi who nãy is giờ. Working có nghĩa là gì ạ? Dạ. Ai? Cái người ai mà đang làm việc đó là ai? Đúng rồi. Cái xong rồi nó lưu ý gì này chị? Phải lưu ý cái thứ tự. Cái đây là cái thứ tự nè. Khác nhau của từ ngữ khi chúng ta dùng who như là một subject, như là chủ ngữ luôn chị nhìn hả. Câu này đây là chữ để hỏi. Đây là to be. You là chủ ngữ và verb in là động từ chính. Nhưng mà ở đây nè, nó là từ để hỏi, thẳng vô luôn to be, không cần chủ ngữ ở đây. Đó. Rồi thẳng tiếp nữa là động từ thêm in. Dạ hết. Rồi, đây là câu đặc biệt của cái đặc biệt của câu hỏi who ha chứ ha. Tôi làm với em một vài câu nha. Chị nói ai đang tắm vậy? Ai đang tắm vậy? Who is taking a shower? A shower cũng được nha chị. Rồi, ai đang nói chuyện với cô giáo vậy? Who is talking teacher? Có tương nữa chị, to the teacher. Yeah, tại vì cái nói chuyện mà talk to you, talk to me, talk to the teacher. Rồi, ok. Mình đi tiếp bên đây. Who? Rồi, được chứ rồi. Xuống như đây. Bây giờ em hỏi nha. Em nói, Mr. Is
7:30 a.m. What is Betty doing? Tức đang làm gì? Yeah. Bà bây giờ bấm cái bà Patty này đang làm gì? Vâng ạ. Chị nói, thế cái gì có cái câu mẫu trên này nha chứ. Anh ấy đang ăn sáng, cô ấy vừa thức dậy. Thí dụ vậy. He is get up. She nha chứ. She getting up. Tốt quá, she's getting up. Rồi, number two. It's 8 a.m. What is Mike doing? He's drinking water. Đúng rồi. And how about Patty? What is she doing? She is taking a shower. Rồi. It's 8:50 a.m. What is Patty doing, Miss? She is washing and dishing. Dishes. Washing the dishes. And dishes. Wash the dish nha chị. Đó. Washing the dishes. Rồi. Mình xong cái phần này. Bây giờ tự hỏi em nha. Tự hỏi đại mấy giờ cũng được hết á. Chị coi cái mẫu nha. It's 18:20 a.m. What's my doing? A nha chứ. 8:20. Em sẽ nói là 8:20. Yeah, Mike is having breakfast. Một câu thế, này ví dụ mình hỏi một câu là thế còn bà Mai thì how about party? How about party? Chị muốn thêm cũng được, không cũng được. What is she doing? Còn Betty thì sao? Bà đang làm gì? Để chị cùng trong cái khung giờ đó thì chị sẽ hỏi được là how about party? Được ha, Tư ha? Rồi, mình xuống dưới đây. Mình nghe một lượt và mình sẽ đọc giống tay nha chị. Cái câu hỏi đó mà chị có một chút thông tin đây nè. Bạn đang ăn đúng không? Chị có thông tin rồi, chị sẽ lên giọng. Còn câu hỏi thông tin là chị trong tay chị chưa có gì hết, chị sẽ nói, ủa, ăn gì vậy? Không biết, thì mình sẽ xuống giọng. Rồi, mình nghe thử 8 câu từ hả? Ý 10 câu luôn. Read and listen. Intonation. 1. Are you eating? Eating. What are you eating? 2. Is he walking? Where is he walking? 3. Are they watching a movie? Who's watching a movie? 4. Is her family at home? Where's her family? Where's her family? 5. Are you a teacher? What do you do? Dạ rồi, mời tư 10 câu. Vô, em nghe cho chị. Are you eating? Are you eating? What are you eating? Eating. What are you eating? Xuống what are you eating? Dạ vâng. Is he walking? Where is he walking? Where is he walking? Đúng rồi. Are they watching a movie? Who's watching a movie? Is her family at home? Where is her family? Are you a teacher? Sorry, yeah. What do you do? Yeah. Chờ em một phút, chắc bạn nào bấm lộn. Ok, dạ rồi. Mình đi tiếp hay Tư Hà, dạ đọc tốt. Nói chung là vậy nè, Tư thực ra em hay đọc sai lắm. Nhiều khi cái giọng mình vui á, cái mình hay lên giọng mặc dù là chỉ có khi nào hỏi câu yes no mình mới lên thôi, còn nhiều hỏi những câu thông tin mình sẽ xuống giọng, đó là cái quy tắc đúng. Nhưng mà đôi khi mình vui hay là mình hơi buồn, cái giọng mình trầm á chị, hay mình sẽ có cái sự chênh lệch trong cái tông giọng. Rồi, xuống đây, cái này nó nói là khi mọi người thêm in, chúng ta có những cái spelling rule. Spelling là cái cách thêm mà nó có thêm bớt một vài cái ký tự để Tư hẹp. Thêm in bình thường, đây là cái nhóm này. Cái nhóm có sẵn e thì chị phải bỏ e đi, chị mới thêm in vào. Và cái nhóm mà nguyên âm đây, phụ âm ở đây thì mình double, rồi mình lên, rồi mình thêm. Rồi, vậy hết Tư Hà. Nói chung là mình nói sơ qua cho mình nhớ thôi, chứ cái này cũng chịu Tư biết rồi. Rồi, em xin phép Tư làm bài 6 nha. Thêm in vào nha chị.
Ví dụ cái này. Checking. Đúng rồi. Writing bỏ e. Dạ rồi. Dạ rồi. Ba là washing. Bình thường. Washing. Dạ. Yeah. Going thêm yeah. in. Driving bỏ e. Getting nhân đôi chữ T. Hay quá Từ ơi, yeah. Rồi, mình xuống dưới đây. Mình sẽ coi mọi người đang làm cái gì nha Từ. Dạ nghe. Dù. Listen. Conversation 1. Hello. Hi Sarah, it's me. Are you working? Working? No way. It's Saturday. I'm watching TV. Dạ rồi, Từ nghe được bạn đang làm gì không Từ? Cái gì mà working? Yeah. Rồi. Có bà sao? Có ba lựa, cái bà kia hỏi đang working hả? Cái bà kêu Hồng, bà đang làm gì khác đó nha Từ. Again. Hello. Hi Sarah, it's me. Are you working? Rồi, Từ đọc lại với em nha. Are you? Are you Sarah? Đúng rồi. It's me. Đúng Are rồi. You working? Một câu nha. Chị coi bà trả lời sao. Working? No way. It's Saturday. Working, no way, it's Saturday. À, là dạ, không, tôi không muốn làm gì. Nó là cái đó là Saturday. Saturday là tuần sau à? Ê. Là thứ mấy vậy từ Saturday là thứ mấy? Saturday. Trời ơi, đến giờ cái thứ có không nhớ luôn à. Không nhớ thứ hả? Saturday là thứ mà mình thích nhất đó chị, đó là thứ bảy. Saturday, Saturday. Yeah, yeah. Rồi, à, em đố từ nha. Chủ nhật chị sẽ nói sao? Chủ nhật. Nhà. Yeah. Cái tiếng này nhớ lắm mà sao. Sunday. Yeah, đúng rồi, đúng rồi. Còn thứ bảy là Saturday, nói chung hai thằng cuối tuần nó đều là sunset, sờ sờ sunset, hả? Sunset, đúng rồi. Tiếp theo mình đi tiếp hả Tư Hà? I'm watching TV. Vậy thì bạn đang làm gì Tư? I'm watching TV. Đúng rồi. Đang coi phim. Dạ yeah, xong. Ở đây có TV. Number 2, Dan. Conversation 2. Hello. Hi, Dan. It's Brett. What's up? Not much. I'm just washing the dishes. Rồi. Chị nghe mẫu washing and dishes. Đúng rồi, chính xác. Cái lần trước kia tôi muốn nghe hồi em đi với Từ. Cái lần trước không nghe luôn. Không nghe luôn phải không? Nó nói nhanh lắm, nghe nói nhanh lắm. Đi với em nha. I'm watching TV. Conversation 2. Hello. Hi, Dan. It's Brett. What's up? Rồi. Ông này tên Dan. Ông kia tên gì đấy không biết, có thể là Beat hay là Brit gì đó không có biết. Ông sẽ lại này là gì? Hey Dan, is Brit? Không, cái này xấu quá. Brit gì đi. Từ có biết cái câu này có nghĩa là gì không Từ? Đây câu này. Câu này không. Is Brit what up? Nghĩa là em không biết à? Dạ, yeah. What's up á, giống như nó hỏi là ê đang làm gì vậy? What are you doing? Hoặc là what's up? Dạ, yeah. Rồi mọi chuyện như thế nào rồi, đó. Ok, đi tiếp nha Từ. Chị nghe lại cái âm nha. Hello. Hi Dan, it's Brett. What's up? What's up? Ai đang làm gì nè? Hay là sao rồi? What's up? Em nghe ra cái gì mà good job. Cho nên nó khó. Quái xong rồi chưa nói cái gì mà đã good job. Đúng rồi. Những cái câu ngắn nha, những cái câu mà gọi là khẩu ngữ đó, nó mệt mỏi lắm nha Từ. Nhiều khi nó nói lẹ thiệt lẹ không nghe được luôn. Not much. I'm just... Ông này nói gì chị? Nó... Nghe lại, nghe lại. What's up? Not much. Not much. Đúng rồi, không có nhiều lắm, không có gì đặc biệt. Not much. I'm just washing the dishes. Rồi. I'm washing and dishes. The gì? Washing the dishes. Washing the dishes. Đúng rồi. Wanna go to the movies later? Wanna. Movies cái gì? Em nghe lại đi. Nghe lại, nghe lại nha. Much. I'm just washing the dishes. Wanna go to the movies later? Rồi. Cái em... movie letter, cái đúng gì? Rồi. Cái này là chị phải học một cái cụm giùm em. Wanna go to the movie later. Rồi cái này là mình học vậy nè Từ. Wanna thì bằng cái gì Từ biết chưa? Biết cái từ wanna em want to. Cái từ wanna em còn chưa nghe bao giờ nè. Vâng. Wanna là viết tắt của want to. Vậy đọc là wanna go to. Nguyên một cái cụm này chắc chắn mình phải biết tại mình học rồi. Go to the movie là đi coi phim. Vậy ổng có đọc nhanh đến cỡ nào đi chăng nữa ổng cũng phải thở đúng không chứ? Wanna go to the movie later? Yeah.
Rồi, suy ra cái việc học cụm á, nó giúp chị xử lý được những cái con mẹ mà tối ngày đọc nhanh, nó đọc chị đọc lướt đó. Nó là đọc rất nhanh, rất nhanh. Rồi, mình đi tiếp ha Tư Hà. Conversation 3. Eva, what are you doing here? Eva nha chị. Eva, what are you doing here? Ghê vậy ta, đúng. Here. Me, I'm going shopping. I is shopping. Yeah, cái này là chị sẽ xem là tôi đang đi shopping thì chị tự đặt sao? I am sao? I am going to shopping. No to going shopping. I'm going shopping. Rồi, tôi nghe lại, bà sẽ đọc đúng y như chị đọc. What are you doing here? Me, I'm going shopping. Đúng không chứ? I'm going shopping. Rồi, đi tiếp. I need a sweater. What? Này, em không chưa nghe đâu. Nghe lại nha chị. I'm going shopping. I need a sweater. Bà đi mua. Only sweater, cái gì? Chị Tư, mình học qua cái bài mà quần áo rồi. Chị em đố Tư là bà muốn mua cái gì? Bà đi shopping đúng không chứ? Yeah. Thì I need cái gì? Rồi, nghe lại cái âm với em nha. Đúng rồi, đúng rồi. I need a sweater. Rồi. Sweater. I need a sweater. Tôi cần một cái áo len. Rồi, đi tiếp. What about you? Just meeting my mom. Bà nói sao chị? What about you? Đúng. Cái gì mà my mom? Just, chỉ có cái gì đó. Chị nghe với em. Sweater. What about you? Just meeting my mom. Rồi. Just meeting my mom. Xuất sắc luôn từ ơi. Tiếp Conversation 4. Hello. Hi, Paul. Can you talk? Sure. Ông nói sao chị? Hi, Paul. Em không nghe ra nè. Lại. Hello. Hi, Paul. Can you talk? Hi, Paul. Can you job? Anh có nói chuyện được không? Can you? Can you talking? Hi, Paul. Can you talk? Sure. Can you talk? Thôi từ. Tại vì chữ can nó không bắt chị phải thêm in. Can you talk? Can you talk? Nói chuyện được không? I'm just reading. I'm just reading. I'm just that từ hả? Lại. Hi, Paul, can you talk? Sure. I'm just reading. Khó lắm từ, khó lắm từ. Tại vì á, cái âm read của thằng này nè, nó luôn đọc rất là nhẹ nhàng. Reading. Nên chị sẽ rất là khó nghe. Mà có kinh nghiệm rồi. Just reading. Bữa sau mà nghe đến nào mà nó nhai nhai vậy là chị sẽ biết nó đang đọc chữ read đó chị. Sure, I'm just reading. Nghe lại lần nữa rồi mình đi luôn. Hi Paul, can you talk? Sure, I'm just reading. Tất nhiên rồi, I'm chị đang đọc sách reading. Thôi. Nên là nói chuyện được. Gọi tới Mala hả chị ha? Conversation 5. Hello, Marla here. Marla, Ben, are you in the car? Rồi, Ben nói sao chị? Không nghe dạ. Lại nha. Hello Mala. Hello, Marla. Here. Marla, Ben, are you in the car? Are you? Hay quá, nghe are you ok rồi chị. Ông nói vậy nè, em có phải em đang trong xe hơi không? Hello, Marla here. Marla, Ben, are you in the car? Cái gì mà a car? Are you là chị đã nghe đúng rồi. Ở trong thì phải là cái chữ gì Tư ơi? In the car, ở đờ mới đúng chị. Are you in the car? Em đang ở trong xe đúng không? In the car mà cứ nghe là in the car. Yes, I'm driving home. Rồi. Yes, I'm driving home. Ồ, dữ dần dần. I can't talk right now. I can't talk right now. Trời đất cơn, 10 điểm Tư ơi, xuất sắc quá. Rồi, hết rồi đó chế. Ổn hè chế hè. Ổn áp hè, ổn áp hè. Cái thằng cha nói cái gì? Cái thằng cha nói nhanh quá. Thì ghét hè. Trai mà nói nhanh lại còn nói nhanh nhai. Ok. Cướp đâu mà nói thấy bà nội luôn không? Ôi là trời. Rồi, vậy mình tiếp đi. Cho nên là cái lúc mà mình học á thì cái những cái conversation nó nói chậm chậm ha, từ mình nó còn cái script nữa, còn mấy cái audio người ta mới học mà làm như người ta là cao thủ không à, trời ơi.
Ai mất quê quá. Mấy má này được thuê để thuộc cho mình nghe mà quên hơi lố, nói hơi lố rồi hơi nhanh. Vô từ rồi. Read and listen. Mắc cười quá. Hello. Hi Grace, this is Jessica. What are you doing? Well, actually I'm doing the laundry right now. Oh, I'm sorry. Should I call you back later? Yes, thanks. Talk to you later. Bye. Bye. Vậy rồi, chết trước nha chết. Hello. Hi Grace, this is Jessica. What are you doing? Well, actually, I'm doing the laundry right now. Oh, I'm sorry. Should I call you back later? Yes, thanks. Talk to you later. Bye. Các những cái âm ờ đó chứ chỉ phải cho nó ra một âm nha. Later. 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 Để mà khi mà chị nói cái chữ trễ từ chị đọc là late. Đó. Later. Ổn ổn hơn từ hà. Khi mà mình làm rõ những cái chữ này khi chị đọc chị sẽ rất tự tin. Rồi, tới em. Hello. Hi Grace, this is Jessica. What are you doing? Well, actually, I'm doing the laundry right now. Oh, I'm sorry. Should I call you back later? Call, chứ từ call, call. Yeah. Call. Yeah. Yes, thanks. Talk to you later. Bye. Bye. Yeah. Rồi. Thật sự là tôi đang làm gì đấy? Cái này tôi đang lau nhà. Không, buổi tôi đang lau nhà. Hiện tại tôi đang lau nhà. Cái laundry á chị Tư nó là giặt đồ. Đưa đồ laundry giặt đồ là chết giặt. Rồi giặt đồ rồi quay lau nhà rồi chết. Tư ơi em ôm cho chị. Lau nhà với quét nhà là gì Tư nhớ không? Chết rồi. Đây, em đẩy chị một cái số cái từ nha. Ví dụ clean the house nè. Đấy. Mop the floor nè. Tại vì lau sẽ là lau cái sàn. Nhưng mà dọn dẹp thì dọn dẹp nhà cửa. Sweep là quét cái sàn luôn. Rồi, để đây nha chị. Rồi, chị nhớ cái đợt mà chị học cái con iRobot á, Goomba nó kêu bằng cái gì chị nhớ không? Nó kêu là wash and clean the floor for you. Đó, nhiều lắm từ, chị muốn nói sao cũng được. Dạ rồi, mình đi tiếp từ ha. Okay. Should I? Từ giúp giùm em thêm một cái nữa làm khó mình hơn nha. Từ cái chữ should, hồi đó giờ mình là do you, khó hơn chút là do I, bây giờ là should nha. Câu should của mình, chị nói bạn nên làm bài tập về nhà. Mời từ. You should bạn nên là bạn nên làm bài tập về nhà đi. Do homework. Do homework, you should do homework. Vậy nếu câu cái đầu đó em đổi thành là tôi nên làm gì sau lớp học của mình? I should, tôi nên làm gì? Yeah. Làm gì không biết nè. Tôi nên làm I should doing no. Đó, thấy không? Từ nha. You should do homework nè. After class cả nhà. Cái xong bây giờ đổi. Tôi nên làm gì nè từ. Should I? Đúng không từ? Vẫn cần một cái đầu tiên để đề bài vô. Tới chủ ngữ, tới động từ. Should I do? Câu này vẫn chỉ là yes no thôi. Câu hồi nãy em nói là gì nè? What should I do? Tôi cần phải làm gì sau lớp học của mình vậy ta? Đó, chị thấy hả? Em chắc em phải ghi rõ là chữ homework để tôi nhìn cái bức tranh cho nó tổng thể. Chị nhìn ha. Bạn nên. Tôi có nên là should I. Ha. Và tôi nên làm cái gì sau lớp học. À. Dạ rồi. Còn câu yes no thì em phải cho mọi người thông tin đi chứ. Thì mọi người mới biết là yes hay là no. Còn câu hỏi thông tin thì em chẳng có cái thông tin nào trong câu hỏi hết. Em hỏi là, ôi chị vậy em làm gì giờ? Ô là trời con bé nó quậy. Rồi mình đi tiếp thì từ hè. Sorry. Em cho nó xuống luôn đi kìa. Rồi, vậy mình đi tiếp từ hè. Bên đây. Talk to you later. Should call you back later. Rồi, em sẽ điện cho tụi em hỏi chứ. Hello Mr. What are you doing right now? I studying English. Vậy bị thiếu chút xíu rồi đó chị. I studying này thiếu chút xíu. I am studying. Yeah.
I am, đúng không chép? Đúng. English now là một câu đúng nha chép. I'm studying English now. Rồi, ổn áp Tư Hà. Cái xong mà chị nói chứ à, bạn có thể gọi tôi sau được không? You can call me late. Tờ. Can you call later. Me later? Can you call me later? Đúng rồi, tại vì á, can you là chị đang hỏi người ta. Còn á, khi ví dụ em hỏi chứ, ồ, vậy tôi nên gọi bạn sau đúng không? Quay lại cái câu nha chị. Tôi nên gọi bạn sau đúng không? Nên là gì nhỉ? Should I, đây, chữ này nè, từ câu này nha. Should I call you? Should I call you back later? Có chữ gọi lại đúng không từ? Này. Should I call you back later? Rồi. Ủa xem cái không được. Rồi bây giờ mình thống kê lại đi cho Tư đừng rối. Đi từ trên xuống nha chị. Cái thằng you á, đó giờ mình luôn luôn đặt câu hỏi cho you. Cái mình quên mất câu hỏi cho ai. Tức là chị nói chị đang học. Thì em nói, ủa, chị đang học ha. Vậy em có nên gọi lại cho chế sau không? Thì em sẽ hỏi là em có nên là should I? Rồi, em nói là should you? Should you? Bạn có nên không, thường ở tôi biết sao không, chị sẽ đưa lời khuyên cho em, chị nói you should, nhưng mà em sẽ hỏi là ủa em có nên không chị, should I, thì cái câu should nó hơi đặc biệt Tư ha. Đó rồi, còn cái câu do I thì nó sẽ hiếm. Giống như em sẽ nói chị Tư, bạn có thích ăn trái cây không, chị sẽ nói sao? Bạn thích à? Do you like eat fruit. Do you like eating fruit? Eating fruit. Đúng rồi. Em nghĩ thích thì tôi nghe tại sao nha. Nếu chị like mà chị cộng fruit luôn thì rất là ok. Tại vì thích trái cây. Chứ mà chị like mà chị ăn thì nó bắt chị là like cộng với động từ ăn đúng không? Hai động từ đứng kế nhau thì một động từ phải thay đổi để thằng kia nó nổi bật lên mà. Thì like này thì phải thêm in. Like eating. Yeah. Rồi, được hạt tương hào. Ok, nên là em mới nói lại nè. Cái câu do you like thường là mình hỏi bạn có thích không? Tại mình không biết người ta có thích hay không. Còn cái câu lời khuyên là chị sẽ đưa cho em. Chị nói you should và em sẽ hỏi là should I? Rồi, tôi có nên gọi lại sau không? Ok, rồi, được rồi Tư Hà. Để đây. Và mình lấn lấn qua bên kia chút xí đi. Xong rồi chị em mình nghỉ ngơi. Cái extension này á, chị nó đơn giản lắm. Nhìn nó thấy ghê chứ đơn giản. Bốn cục nó giống nhau. Bốn cục nó giống nhau. Cái xong ha, cái nó chỉ nói vậy nè chị, nó đọc là high, nhiệt độ cao, low, nhiệt độ thấp. Cái nó đọc thêm chữ degree để chị em gửi cho chị. Độ á chị, độ bằng degree rồi vậy thôi. Nó đọc là 7 degree, 2 degree. Rồi tất cả những cái khác chị đều biết hết rồi. Sunrise là mặt trời lên. Lúc mấy giờ đó? Sunset là mặt trời lặn. Rồi, nghe một lượt, đọc một lượt là mình nghỉ ngơi từ hè. Yo yo. Look at today's weather forecast. December 16th, Seattle. High, 7 degrees. Low, 2 degrees. Morning, rainy. Afternoon, rainy. Evening, snowy and cold. Sunrise, 7:52 a.m. Sunset, 4:18 p.m. Guadalajara. High, 24 degrees. Low, 5 degrees. Morning, sunny and warm. Afternoon, cloudy and warm. Evening, cool. Sunrise, 7:23 a.m. Sunset, 6:16 p.m. Toronto. High, minus 2 degrees. Low, minus 3 degrees. Morning, cloudy and cold. Afternoon, mix of rain and snow. Evening, cold. Sunrise, 7:45 a.m. Sunset, 4:42 p.m. Miami. High, 26 degrees. Low, 17 degrees. Morning, sunny and warm. Afternoon, sunny and hot. Evening, rainy, windy, and cool. Sunrise, 7:01 a.m. Sunset,
5:33 p.m. Rồi, có một cái bài học, cái này hồi bữa em đang bị lấn cấn cái gì em thấy rồi. Cái mà số 7 giờ 1 phút với tư, cái mình sẽ đọc sao tư hả? 7 giờ 1 phút. Đúng rồi. 7 O chứ, thêm chữ O vô, 7:01 a.m. Cái bữa tự nhiên em suy nghĩ, giờ 7 giờ 5, 7:05, cái nó hơi cục tư hà, 7:05. Rồi, còn 7 giờ 10, 7 giờ 15 bắt đầu nó thoải mái hơn rồi, 7:10 hoặc là 7:15 a.m. nó thoải mái hơn. Còn mấy cái mà 01, 02 cái này bị cục ghê á. Rồi, tư ơi, mình không cần đọc hết nè, tư chỉ cần đọc em cái Toronto thôi, nó có một cái độ âm, chị chờ em nha. Em gửi chị. Toronto. Minus. Đúng rồi. Đồ âm. Rồi, mời tư lên giùm em nha. Toronto high minus 2 degree. Degree, yeah. Low minus 3 degree. Morning. Đi nó xuống. Degree. Degree. Yeah. Degree. Morning cloudy and cold. Afternoon mix of rain and snow. Evening cold. Sunrise 7:40-7:45 a.m. Sunset 4:42 p.m. Rồi có một cái nhận xét nhẹ. Cái chữ snow á, từ nó là âm ồ, có tuyết. Được từ hà. Rồi chị nhìn hết. Nãy em đọc là now đúng không? Đúng rồi. Sao từ biết nha. Ồ nha chế snow. Rồi nguyên cái bản này có cái nào rồi, chế không hiểu không? Không. Không đúng không? Hiểu hết, hiểu hết. Rồi cái này mix of rain. Mix of rain nghĩa là gì? Mix of rain là nhiều cái kiểu mưa á chị. Mix of rain có nhiều khi nó mưa phùn, có nhiều khi đem coi nó có cái kiểu mưa nào. Dạ yeah, dạ yeah, đây nó vừa mưa vừa tuyết, mưa nhiều chị ha. Yeah, mix of rain snow. Nói chung á, cái mix nó là hỗn hợp nha từ. Dạ. Kể mưa thích gì, mưa kiểu đúng, gì. Đúng, hiểu. Em đi ra này, em đi với từ chút xíu khúc này. Cái này á, em không có thích tìm hiểu thêm á, mà bữa em có thấy, em thí dụ nha. Chỉ có thể nói là drizzle, mưa phùn, xong rồi spring rain, mưa xuân. Đó là lùm lá hết từ. Còn nữa nha. Rồi, để em nhớ. Rains. Mưa đông, mưa hạ, and mưa bóng mây. Ủa, dịch gì với em vậy? Trong mưa chó và mèo vậy? Mèo với chó chứ. Chờ em một phút thôi để em chữa quê. Em tức ghê, cái nó có nha từ. Rain cast and dog là gì? Mấy gì không được á. Mưa như thác đổ hoặc là mưa như trút nước. Mà nó yeah, nói mưa chó và mèo. Em mệt nhiều thực sự. Nên là tự nhiên tôi phát hiện hay ghê. Hồi bữa em nhiều mà không có thấy. Có nhiều kiểu mưa khác nhau á chị. Mà nó mình không có nên tìm hiểu thêm cái này. Nó phiền cho mình lắm. Mình chỉ cần biết là rain. Đúng rồi. Chỉ biết là mưa là được rồi. Đúng rồi. Yeah. Được hai chế hà. Rồi gửi hết cho chế cái mưa chó mèo. Mình gửi hết. Chúc tư học giỏi. Ok. Thôi thương tư quá. Bye bye tư yêu. Vậy là thứ mấy ta chờ chị em một phút nha chế. Thứ. Chủ nhật vào buổi chiều rồi cô. Dạ chị. Chủ nhật có chế. Chị cho có thể nếu mà chế về sớm là 5 giờ hay 6 giờ cũng được. Có em mà về em nhắn tư tại chủ nhật em được về okay, sớm. Tại vì chủ nhật em nghỉ nên là thế nào cũng được. Vâng. Em mà về sớm em nhắn tư. Cỡ 4-5 giờ mình lên cũng được. Dạ. Cảm ơn tư yêu. Bye chế. Bye bye.